nam nhân này thích cái gì cũng phải lớn, vì thế anh có tới hàng trăm người vợ. Tuy nhiên ở Ai Cập cổ đại thì quyền đều do nam nhân nắm giữ, không có vị pharaoh nào. Sẽ đặt tượng của thê tử ngang hàng với mình ở trước thần miếu, và cùng tần suất, cô em gái thì luôn mê mẩn anh trai của mình. Người mà pharaoh yêu say đắm nhất là Nefertari. Sau đó Ivy hỏi anh trai, em nhớ rồi có khen thưởng gì không? Anh trai của cô là ông hoàng tài chính của trung tâm nước Anh, mà công chúa của vương quốc tài chính này lại là một cô nàng vô cùng đam mê khảo cổ, vì thế anh đã vượt ngàn vạn dặm, đến một ngôi làng cổ ở Ai Cập Grania, ở trong tay của một tay buôn đồ cổ thần bí. Chiếc phòng lễ vật Ramses đệ nhị, người thống trị của thời kỳ phồn thịnh nhất của Ai Cập, dành cho người phụ nữ mà mình yêu nhất. Thật là một chiếc phòng tay bí ẩn, đôi mắt ruby đỏ như máu. Ivy tò mò hỏi anh trai, mắt của con rắn này có chuyển động được không? Anh trai thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, không giấu nổi khỏi thở dài sau khi anh trai kết hôn rồi sẽ không còn nhiều thời gian dành cho cô em như thật thật sự khiến anh không thể yên tâm nổi tuy nhiên ivy lại không hề vui vẻ mặt đầy hoài nghi anh trai với đôi mắt màu xanh nước biển mọi người đều nói nếu như có thể cùng với anh ấy nhảy một bài đó chính là chuyện hạnh phúc càng chưa kể là được gả cho anh huyền ca vẫn chọn cô ấy sao chỉ là anh trai không hiểu anh không phải là một con gấu bông lúc buồn cô mới cần nước mắt cô tuôn rơi cũng khiến anh trai đau lòng anh nắm lấy tay của cô và vội vàng giải thích cho dù là anh có kết hôn thì cũng vẫn sẽ chăm sóc cô như trước đây ivy đột nhiên khóc lớn không giống nhau tại sao anh lại là anh trai của em chứ chỉ có cô ấy là biết sự khác biệt này nhưng cô không thể nói ra cô cố gắng lau nước mắt cố gắng bình tĩnh lại đột nhiên đôi mắt của con rắn thật sự chuyển động nó há miệng và nuốt chửng vi đi anh trai lúc này hét lớn mau tháo chiếc vòng ra nhưng mọi thứ đều đã không kịp muộn hơn một bước em gái đã biến mất rồi Lúc này, trong cuốn sách bí ẩn lóe lên lời tiên tri cổ xưa, hoặc có thể đó là lời nguyền. Hỡi sông Nin, mẹ của ta, ta cùng nàng uống dòng nước sinh mạng này ước định dù có kiếp sau, cũng sẽ không quên nhau. Hỡi sông Nin, mẹ của ta, ta cùng nàng uống dòng nước sinh mạng này, ước định dù có kiếp sau, cũng sẽ không quên nhau. Đây là lời hứa của Pharaoh nữ hoàng Ai Cập. Ivy vô tình nhận có được tín vật của thê tử Pharaoh vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình. Xuyên không về ra mạc vô tận. Trong đầu của cô lúc này vẫn là tin tức anh trai kết hôn, cô ấy không thích anh trai lấy ai cả. Cô chỉ muốn anh trai mãi mãi ở bên cạnh mình, cùng với tiếng khóc thét cô vội vàng mở mắt ra, hóa ra người đàn ông lạ mặt đang gọi cô. Cô kinh hãi nhìn đối phương, anh là ai? Người đàn ông lục soát một hồi, quay đầu lại nói với Liter, trên người của cô ấy không có vũ khí. Ivy nghe thấy ngôn ngữ mà trước giờ cô chưa từng nghe, có chút tò mò liền hỏi, các người là ai? lúc này cô mới phát hiện bản thân vậy mà lại có thể nói ra được ngôn ngữ của đối phương xin hỏi tiểu thư tại sao lại một mình xuất hiện ở trên sa mạc này phải biết là chỉ cần nằm thêm một tiếng đồng hồ nữa thì sẽ chết vì thiếu nước ivy nhìn sa mạc vô tận và lại chìm vào suy nghĩ tôi không phải là đang ở london sao đây là đâu leetle với cô đây là ai cập quốc gia của thần mặt trời ai cập và leetle còn hỏi tên cô trong lúc hoảng loạn cô nhớ tới lời anh trai nói nữ hoàng mà pharaoh yêu nhất Cô chậm rãi nói ra cái tên Nefertari. Lúc này, đối phương lại nói họ đang gặp chút khó khăn, Litter nghĩ chỉ có cô mới giúp được họ. Ivy lúc này một lòng chỉ muốn về nhà. Lịch sự từ chối, đối phương lại không nghe cô giải thích. Lập tức vác cô lên vai, chỉ nói mời cô tham gia một bữa tiệc tối. Ngày mai nhất định sẽ đưa tiểu thư về nhà. Sau đó cưỡng chế đưa cô lên ngựa, sau đó thúc ngựa rời đi. Mấy người cũng đã tới được thiếp Ai Cập. Ivy nhìn thành phố lộng lẫy này, vẫn không thể tin được đây là thành phố vĩ đại đã bị sụp đổ trong dòng chảy của thời gian ở một nghìn năm trước vậy mình có thể trở về nữa hay không chính lúc này đột nhiên xuất hiện hai thị nữ tới bên cạnh cô ivy không thể phản kháng cưỡng ép đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ trang điểm chỉ nghe thấy bữa tiệc tối nay rất quan trọng cô gái vô tình kích hoạt năng lượng ở trong chiếc phòng xuyên tới sa mạc ai cập cổ đại vừa tỉnh dậy sau cơn mê đã bị hai người đàn ông lạ mặt cưỡng chế đưa tới thíp nói là muốn cô tham gia một bữa tiệc sau đó sẽ đưa cô trở về nhà lúc này ivy hỏi những người thị nữ đang thảo luận cái gì vậy nhưng lại bị ghét bỏ giật khăn trùm đầu xuống khi những thị nữ nhìn thấy mái tóc vàng của cô đôi mắt xanh ngơ ngẩn không thể tin được vội vàng xin lỗi nói tại sao cô có thể vào cung được rồi tiểu thư cứ yên tâm chúng tôi sẽ khiến tiểu thư trở thành cô gái xinh đẹp nhất tối nay cho tới buổi đêm cung điện xa hoa hiện rõ trong màn đêm trong đại điện chỉ toàn nghe thấy tiếng cười nói một người đàn ông cười ha ha bước tới ông chính là tướng quân ta ta, vừa cười vừa nói, đêm nay vương tử còn mời tới mấy cô gái xinh đẹp để tiếp rượu, ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng thì lại khinh bỉ. Tên này, Pharaoh tín nhiệm hắn mỗi khi xuất trinh đều cho hắn quản lý, nhưng thực chất đều là do hai vị trợ thủ của hắn xử lý mọi chuyện. Một đại tướng quân mới chỉ có 22 tuổi trong tay nắm đầy binh lực, một người thì đột nhiên xuất hiện lúc 18 tuổi, được coi là tiên tri trẻ tuổi nhất. Tiếp theo đi vào sảnh chính là Điện Hạ, Mọi người đều vị dung mạo khôi ngô mà không từ nào miêu tả được của điện hạ làm cho ngây ngất. Vương tử vừa ngồi xuống, liền hỏi các thiếu nữ được nữ thần Happy chúc phúc ở đâu? Thừa dịp phụ vương không ở đây, chúng ta lại một lần nữa không say không về. Lúc này một cô gái tóc vàng da trắng bước vào, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cô ấy chính là Ivy, tướng quân Tata là người đầu tiên xông tới, muốn ôm lấy cô thật chặt. Ivy sợ đến mức cô ấy lùi lại, may mà được vương tử đỡ mới không ngã. Sau đó nói với tướng quân Tata ta còn chưa có người bồi rượu đây này đổi một người khác được không tướng quân mặc dù không muốn nhưng chỉ đành làm theo lời vương tử tức giận quay người trở lại chỗ ngồi ivy lúc này vẫn còn ngơ ngác nói vài câu cảm ơn sau đó muốn rời đi nhưng lại bị anh kéo lại ta nói ta vẫn chưa có người bồi rượu mà nói xong anh bế cô đi về phía ngai vàng nâng ly mời các đại thần cùng uống ivy vẫn chưa chú ý tới cô vẫn luôn ngồi trong lòng của điện hạ ivy chẳng thể ngờ là điều đầu tiên khi tới ai cập vậy mà lại cùng với vương tử uống rượu. Ivy bị dọa cho sợ dựa sát vào người điện hạ, khẽ gật đầu, quay người muốn rời đi, không ngờ lại bị anh kéo lại. Ta còn chưa có người bồi rượu mà. Cô dẫu dụa nói với anh cô không biết uống rượu. Vương tử chỉ cười nhìn cô đã nói là bồi rượu, chứ ai bảo nàng uống. Và sau đó nâng ly chúc mừng với mọi người ở trong đại điện. Ivy vô cùng kinh ngạc phát hiện. Mọi người đều vây quanh tướng quân ta ta. Xem ra vị vương tử này chẳng có địa vị ở trong hoàng cung, Mentus và Liter cũng nhìn chằm chằm vào lão ta ta. Bữa tiệc hôm nay xem ra là hai người họ đã lên kế hoạch, mục đích chính ở đây là gì? Ivy nhìn vị vương tử trẻ tuổi, bỗng một luồng khí lạnh ập qua. Cô bị dọa cho toát mồ hôi, nhìn kỹ lại, lại nhìn thấy một ánh mắt say rượu. Đá lông nheo nhìn cô, thấy anh đột nhiên hỏi tên của mình. Ivy liền nhìn anh, trước khi hỏi tên một cô gái. Anh đáng lẽ nên giới thiệu tên của bản thân trước chứ? Vương tử cũng kinh ngạc biểu cảm có chút bối rối và khó hiểu. lúc này, một cảm xúc khó đoán thoáng qua khuôn mặt anh, từ từ nói tên của ta là Bayfitu. còn nàng, Ivy nhìn vào đôi mắt đầy sự mê hoặc đó, cô lẩm bẩm tên Nefertari. vương tử tinh nghịch đưa một quả nho vào miệng của cô. lúc này cô mới phát hiện bản thân vẫn luôn ngồi trên người anh. cô xấu hổ muốn bỏ chạy, vương tử lại hôn vào tay cô, bảo cô ngồi ở bên cạnh mình đừng đi đâu. thấy Ivy không phản ứng, anh đứng dậy, nâng ly và nói với các đại thần có chuyện quan trọng muốn nói với mọi người. Lúc này, Ivy lại phát hiện một thanh kiếm được gài ở bên cạnh ghế. Cô không tránh khỏi được tò mò, lấy ra, vậy mà lại là một thanh bảo kiếm. Chính vào lúc cô đang ngơ ngác. Ly rượu của Bai Phi Tu bỗng nhiên đổ. Mọi người vẫn còn đang trong cơn say. Chỉ thấy một đường kiếm xẹt qua. Tướng quân Tata ngã xuống đất. Mọi người lúc này hỗn loạn. Mentus lớn tiếng hét lên cho các võ sĩ vào. Ivy chỉ vì có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, liền bị hai người lạ mặt đưa về cung điện. Khi cô nhìn thấy vương tử trẻ tuổi, cô còn tưởng rằng anh ấm áp và ôn nhu. Những chuyện xảy ra tiếp theo, nó sẽ tạo thành một vết thương khiến cô khó mà quên. Bai Phi Tu vẻ mặt lúc này lạnh tanh, kiếm của anh đâm vào ngực của kẻ phản bội. Sau đó lại xoay lưỡi dao sang bên tay trái. Ivy vội vàng xông tới ngăn cản anh ta. Đủ rồi, hắn ta cũng đã đủ đau đớn rồi. Bai Phi Tu sau đó tuyên bố diệt cả tộc. Phụ nữ trên 10 tuổi, nam nhân trên 7 tuổi những người còn lại sẽ bị chọc mù mắt và đầy tới biên cương. Sau khi nói xong những lời đáng sợ đó, anh nhẹ nhàng hất tay, tiếp tục nâng ly rượu lên chúc mừng. Ivy chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tàn khốc như vậy, sinh mạng lại mong manh tới mức vậy. Những thứ trước mắt là cảnh tượng tàn khốc đẫm máu. Biến thái kẻ này chính là một tên biến thái. Cô không nhịn nổi, chạy ra khỏi đại điện. Cô ấy không muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây. Litter liền chặn đường cô lại. Ivy nói ra mà không cần suy nghĩ, anh đã hứa với tôi sau bữa tiệc tối nay anh sẽ đưa tôi về nhà một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên đưa tay ra vào kéo cô vào trong lòng ở bên cạnh ta uống rượu có gì mà không tốt tâm trí ivy tràn ngập cảnh bai phi tu giết người vừa rồi cô liều mạng vùng vẫy không tốt thả tôi ra tôi muốn về nhà nếu anh dám làm gì tôi ngả huyền sẽ không tha cho anh bai phi tu đột nhiên cúi đầu còn chưa đợi ivy phản ứng lại một nụ hôn sâu đặt lên môi cô đây là nụ hôn đầu của tôi bai phi tu dùng ánh mắt mê người nhìn cô Hỏi cô Ngã Huyền là chồng của cô sao? Ivy gần như quên mất rằng anh trai cô ấy đã kết hôn, rõ ràng là không thể. Bản thân lại điên cuồng say mê anh trai. Muốn ở bên cạnh Ngã Huyền. Bai Phi Tu nhẹ nhàng vỗ về cô. Mời cô ở lại bên cạnh mình. Yên tâm ra ta sẽ không đối xử với nàng như vậy. Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được. Kể từ đó, Bai Phi Tu mỗi ngày đều đưa cô theo bên cạnh. Ngay cả việc tắm thay đồ cũng có hạ nhân hầu hạ. Nhưng cô chẳng vui chút nào. Mọi thứ dường như đều không qua được mắt của Bai Phi Tu anh tức giận chất vấn tại sao cô luôn âu sầu ở lại đây chẳng lẽ không tốt sao thấy ivy quay đầu không trả lời trong mắt anh cũng hiện lên tia đau khổ anh tức giận quay người rời đi mà ivy lại luôn cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này càng huống hồ cô cùng với tên bạo quân kia chẳng có bất kỳ vướng bận gì cả hoàng gia ở ai cập vô cùng hỗn loạn con gái lớn của lão thần simon này gả cho quốc phương ai cập cô con gái thứ cũng được gả cho hoàng tử thứ tư simon xúc động tới mức quỳ xuống tạ ân cùng lúc đó, ivy ở trong đám đông cũng thở phào nhẹ nhõm. cô không muốn gả cho Tu. cô ngước đầu lên nhìn anh, trong lòng cảm xúc vô cùng phức tạp. có một ngày anh trở thành vua, cũng sẽ sử dụng chiêu thức hôn nhân, đạt được mục đích chính trị và mở rộng thế lực. đối với một vị pharaoh ai cập, điều đó là đương nhiên. ánh mắt ôn nhu chuyên chính đó, rồi sẽ có một ngày sẽ dành cho người khác. nghĩ tới đây, một tia đau đớn thoáng trong tim cô. đột nhiên Tu dường như đã nhận thấy điều gì đó, lại nhìn về phía đó cô hoảng sợ cúi thấp đầu, sợ bị nhận ra, nghe thấy tiếng cha gọi, vương tử liền thu lại ánh mắt, pharaoh thấy dáng vẻ không tập trung của anh, liền muốn tặng cho anh một món quà, lập tức hạ lệnh cho người mang lên, truyền lệnh gọi lính ba lần, cửa lớn vẫn chẳng có gì xuất hiện, một lúc sau, mới thấy những người lính thô tục đem các cô gái vào, lần lượt xếp theo hàng đi vào sảnh, sau khi nhìn thấy dung mạo của các cô gái, những người có mặt liền kinh ngạc, chỉ có vẻ mặt của Pharaoh là lộ ra vẻ mặt tự mãn. Cô ấy thật đẹp. Ivy lẫn trong đám đông cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô ấy. Giây tiếp theo, công chúa nước kẻ địch bị bắt này liền chỉ trích Pharaoh. Quốc vương ai cập ngu ngốc vì sự cuồng vọng. Cô cố gắng chọc tức Pharaoh để ông ta giết mình. Quốc vương lại cười lớn. Sau đó ánh mắt trở nên đáng sợ. Ông sẽ không giết cô. Để cô phải làm tiểu thiếp của Tu. Cách thức này khiến cho cả đất nước Hitti phải chịu nhục nhã. Công chúa Mathau Niziru lúc này càng suy sụp chẳng còn chút khí thế như ban nãy nữa rồi. Pharaoh nhìn Tu, hạ lệnh cho anh để Ma Thao làm tiểu thiếp. tuy nhiên anh lại có chút do dự. một hồi lâu vẫn không phản ứng gì, cũng không làm theo chỉ thị của người cha. một thoáng buồn hiện qua khuôn mặt Tu, sau đó từ từ đứng dậy. Ivy nắm chặt vòng trong tay. chìa khóa có thể quay về hiện đại đang ở trong tay. cô ấy vậy mà lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. lúc này Tu đứng trước mặt công chúa, trên mặt vẫn chẳng chút vui vẻ. bạn có biết ai cập cổ đại? cho dù là anh em ruột cũng có thể kết hôn với nhau anh biết điều đó cũng ghét cay ghét đắng cho tới khi anh gặp được một cô gái tóc vàng mắt xanh ivy xuyên không tới ai cập cổ đại bai phi tu vừa nhìn thấy cô thì liền bị hút hồn anh dường như yêu cô gái này rồi cho dù bất cứ khi nào đặc biệt là khi anh nghe cuộc trò chuyện giữa ivy và litter paro lên ngôi nhiều năm bạo loạn nông dân không thể giải quyết cô gái này dễ dàng giải thích mấu chốt của vấn đề đến nỗi gần như bị coi là gián điệp bai phi tu hỏi cô làm thế nào nàng có thể biết rõ về chính sách quốc gia của Ai Cập? Lập tức chặn đường Ivy. Nefertari, nàng thật sự rất đáng yêu. Nàng có thể hiểu rõ đất nước của ta. Sao ta có thể dễ dàng để nàng rời khỏi Ai Cập được? Ivy lúc này bị dọa cho hết hồn, hỏi anh muốn làm gì? Bai Phi Tu không nhịn được cười lớn nếu đã hiểu rõ Ai Cập như vậy. Vậy thì nàng chắc hẳn mong chờ được tham gia lễ hội sông Nin. Vì để cảm ơn ân trạch của nữ thần, Ai Cập sẽ tổ chức một lễ hội lớn. Vẻ mặt của Ivy nghi hoặc, nói thật thì cô không biết có chuyện đó bai phi tu nâng cằm của cô lên đầy vẻ đắc ý ta muốn ngày hôm đó nàng sẽ trở thành phi tử mà còn là phi tử đầu tiên có lẽ nàng sẽ trở thành phi tử xinh đẹp nhất của ai cập chưa có sự đồng ý của cô anh đã làm ra hành động thân mật ai vì cô hết sức đẩy anh ra cô không muốn cô chỉ muốn rời khỏi nơi này trở về nhà ánh mắt của bai phi tu trở nên vô cùng sắc tức giận đấm vào cột đá sau đó ôm chặt cô vào lòng lúc này bai phi tu liền nói giọng nói vô cùng đáng sợ Hãy nhớ ta là con trai của Pharaoh. Mọi thứ ở đây đều thuộc về ta. Cả nàng cũng vậy. Nàng hãy đón chờ hạnh phúc đó đi. Sau khi trải qua hàng chục đêm yên bình, trong cung đêm khuya, Litter hào hứng nói với Ivy, ngày mai là lễ kỷ niệm sông Nin. Tới lúc đó Điện Hạ muốn thông báo, sẽ lấy cô làm phi. Ivy lại chẳng chút căng thẳng nào. Bởi vì cô biết Bai Phi Tu là con trai của Pharaoh. Hoàng thượng Pharaoh sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân ngẫu nhiên này. Litter dùng ánh mắt khó tin nhìn cô, cô biết thân biết phận đấy chứ. Bởi vì chuyện này, mà vương tử cùng với các nguyên lão cãi nhau om sòm, yêu chính là sẽ dùng mọi cách để giữ người đó ở bên cạnh, hoặc là để cô ấy tự do như cô ấy muốn. Rất rõ ràng, vương tử đối với Ivy một cô gái xuyên không tới Ai Cập, yêu tới mức say mê không lối thoát. Anh dưới những lời phản bác của các nguyên lão, không ngần ngại nói sẽ cưới cô, bởi vì Bai Phi Tu cảm thấy, nếu như không nhanh chóng cưới Ivy, cô ấy có thể biến mất bất cứ lúc nào. Ở phía bên này Ivy đang vô cùng lo lắng. Mỗi lần muốn trốn thoát đều không thể bước ra nổi hành lang. Liền bị bắt trở lại. Suy nghĩ suốt một đêm. Rất có khả năng cô phải làm phi của anh. Cô không chấp nhận điều đó. Mà hai người chẳng có điểm chung nào. Trong lòng của cô lại chẳng có chút nào gọi là nghe lời. Cô ấy nhìn xuống sông Nin. Nếu như nhảy từ đây xuống có phải là. Lúc này Bai Phi Tu vội vàng chạy tới. Lo lắng ôm cô vào lòng. Ivy cố gắng vùng vẫy. Có lẽ cô cũng đã quá quen với cách ôm của Bai Phi Tu. Vương tử nhấc bổng cô lên, rồi lại nhìn cô trìu mến. Nefertari, nàng rốt cuộc là người như nào? Cô vừa thần bí mà lại vô cùng hấp dẫn, dần dần ghen ghét biến thành khát vọng. Vô tình chẳng biết từ bao giờ mà anh đã yêu cô. Anh lấy ra từ trong túi một chiếc vòng, đặt vào trong tay cô. Ivy không thể giấu nổi không hét lên. Chính chiếc vòng vàng hình con rắn đã đưa cô đến Ai Cập cổ đại. Bai Phi Tu muốn giúp cô ấy đeo vòng tay. Ivy thu tay lại, sau đó chộp lấy nó và xem xét nó một cách cẩn thận. Nếu như đeo nó một lần nữa, mình có thể trở về nhà rồi. Ngày hôm sau lễ kỷ niệm sông Nin được tổ chức hoành tráng, theo quan điểm của Ivy, khung cảnh tráng lệ này, tràng diện rộng này nó còn rung động hơn so với tất cả những gì trong sách miêu tả. Bai Phi Tu từ phía sau gọi cô, mời cô tham gia vào tế điển vĩ đại của Ai Cập, sự cường thịnh của Ai Cập, có vượt trội hơn đất nước của nàng không? Cô lúc này đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển. Bai Phi Tu rất được lòng dân. Sau tiếng hò reo, Pharaoh nói với Tu, nhân ngày tốt lành ta sẽ chỉ định một hôn sự xứng đáng cho anh. Ivy đang đứng trong góc. Cô đã nghe tất cả những gì Pharaoh nói. Đây chẳng phải là rất tốt sao? Sau đó cô lấy ra chiếc phòng từ trong túi. Đeo nó lên cô có thể trở lại bên cạnh anh trai. Đây chẳng phải là tốt sao? Cô có chút đau lòng. Sau khi suy nghĩ nhiều lần cô vẫn đặt chiếc phòng xuống. Anh rốt cuộc sẽ lấy cô gái như nào làm phi. Tại sao cô lại để ý như vậy chứ? Ivy ngụy trang, nhân lúc hỗn loạn đi vào trong đại điện đây là bữa tiệc của triều đại Ai Cập cổ đại. Nói là để mừng nước sông Nin dâng lên, nhưng mục đích chính lại là nghi thức tiếp kiến sứ giả các nước khác. Cô thấy Bai Phi Tu đang thảo luận cái gì đó với Pharaoh. Sau đó Pharaoh vẫy tay, một vài công chúa của các nước lần lượt tiến vào. Chiếc vòng tay con rắn trên tay của Ivy bỗng nhiên phát ra ánh sáng kỳ lạ. Mà Bai Phi Tu chỉ đành trở mắt nhìn cô biến mất, thấy Ivy biến mất ngay trước mắt mình. Trong lúc mơ hồ cô nhớ tới lúc nhỏ, cảnh tượng ở cùng với mẹ, trong trí nhớ của cô, mẹ là người có dòng máu lai phương đông. Là một người xinh đẹp và khéo léo. Mẹ vẫn luôn dạy cô, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải cười và đối diện với nó. Cô cứ tưởng rằng mẹ sẽ luôn đồng hành cùng cô tới cả khi cô trưởng thành. Cho tới khi vào một ngày đông Ivy tròn 15 tuổi. Người mẹ đột nhiên rời bỏ thế gian này. Mà trong thế giới của Ivy, dường như lúc này chỉ còn lại một mình cô. Anh trai ngả huyền tìm tới và nói cho Ivy biết về thân thế của cô. Cô chính là công chúa của gia tộc M.O.D.I.E.T anh trai cũng đưa cô trở về nhà còn hứa rằng sau này sẽ mãi mãi không bỏ rơi cô cô ở trong ký ức đó từ từ mở mắt đập vào mắt cô chính là bố và anh trai đang ở bên cạnh cô cũng ý thức được bản thân đã trở về hiện đại ivy kích động ngồi bật dậy cô có chút kinh ngạc nhìn ngả huyền ở trước mặt không những quần áo sộc sạch mà mặt còn hốc hác đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh trai mà những lời tiếp theo của người bố càng khiến ivy không tin được hóa ra ivy trong vòng mấy tháng ở ai cập cổ đại mà ở hiện đại cô chỉ mới mất tích vỏn vẹn một tuần. Cho tới tối qua khi cô ngất xỉu ở trong nhà. Và Ngả Huyền cũng là người phát hiện ra cô, Ivy lúc này cúi đầu nhìn phát hiện chiếc vòng vẫn ở trên tay. Thời gian nhảy loạn chắc chắn là có liên quan tới chiếc vòng này. Cô tháo chiếc vòng sau đó giấu vào trong chăn, sau đó bố cũng hỏi những chuyện đã xảy ra trong thời gian cô mất tích. Ivy chỉ đành nói dối bản thân không nhớ, suy cho cùng xuyên không về thời Ai Cập cổ đại 3.000 năm trước. Nói ra sợ rằng sẽ bị mọi người coi là kẻ điên bố thấy dáng vẻ vẫn còn hoảng loạn của ivy trong lòng cho rằng chắc chắn là con gái cưng phải chịu khổ nhiều lắm ông đau lòng ôm lấy con gái an ủi mà ngả huyền từ đầu tới cuối vẫn im lặng ngồi ở bên cạnh cho tới khi người bố rời đi bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng khó hiểu ivy luôn cảm thấy tâm trạng của anh trai đang không tốt bởi vì ngả huyền không hề tin những lời mà ivy nói anh hy vọng cô có thể nói thật với mình đoạn thời gian này cô đã ở đâu anh với người bố không hề giống nhau ngả huyền đã tận mất nhìn thấy ivy biến mất ngay tức khắc sau khi ánh sáng vàng đó lóe lên. Bởi vì cho dù Ivy có nói ra thì mọi người đều sẽ coi đó là điều vô lý. Ngả huyền đều vẫn chọn tin tưởng Ivy, nhưng Ivy từ đầu tới cuối vẫn kiên định nói bản thân không nhớ. Cô không muốn nói cho bất cứ ai, bởi vì bản thân cô cũng muốn quên đi đoạn thời gian đó. Thấy Ivy vẫn không chịu nói ra sự thật, ngả huyền hết cách chỉ đành đổi sang cách hỏi khác. Bai Phi Tu là ai? Ngả huyền một người đàn ông có khí chất và vẻ ngoài hấp dẫn. Điều có thể khiến anh đứng đầu gia tộc chính là năng lực cao siêu với ánh mắt cực kỳ nhạy bén và quyết đoán của chính mình, anh đã củng cố vị thế của mình trong tập đoàn kinh tế khổng lồ. Và kết hôn cũng là một thủ đoạn trong kế hoạch kinh doanh. Phụ nữ đối với Ngả Huyền có cũng được không có cũng chẳng sao. Có lẽ sẽ chẳng có ai là người quan trọng nhất trong lòng anh. Ngả Huyền vẫn dùng ánh mắt kiên định nhìn Ivy và hỏi cô ấy Bai Phi Tu rốt cuộc là ai. Ivy không ngờ bản thân trong lúc hôn mê, vậy mà lại gọi tên của Bai Phi Tu. Ngả Huyền thấy trong ánh mắt của cô vẫn đang che giấu điều gì đó cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Bai Phi Tu, cái tên này giống với tên của người đàn ông Ai Cập. Chẳng lẽ trong thời gian Ivy mất tích vẫn luôn ở cùng với người đó? Nghĩ tới khoảng thời gian đó, hai người sẽ xảy ra những chuyện gì? Ngả Huyền không thể khống chế nổi cảm xúc, Ivy cũng cảm nhận được biểu cảm bất thường của anh trai. Cô không hiểu liền hỏi tại sao anh trai lại hỏi những lời này. Ngả Huyền lập tức giải thích nói, quan tâm em gái cũng là điều đương nhiên thôi, còn nói người đó lai lịch không rõ, tiếp cận Ivy rõ ràng là có ý đồ. Nghe thấy câu trả lời của anh trai, ánh mắt của Ivy cũng lộ ra vẻ thất vọng. Cô biết bản thân không nên mong đợi, dù sao anh trai cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Ngả huyền lại một lần nữa giải thích bản thân mình kết hôn. Hai chuyện này chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng cảm xúc của Ivy càng trở nên kích động hơn, vì anh trai kết hôn rồi sẽ rời xa bản thân cô. Sao cần quản cô chứ? Chẳng lẽ cô không được phép cùng với người khác yêu đương sao? Ngả huyền nghe thấy những lời em gái nói thì cũng cứng học. Vẫn muốn giải thích lý do, đợi khi anh muốn giải thích thêm với cô, Ivy đã trùm chăn kín đầu không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Hành động của cô cũng khiến trái tim ngả huyền đau đớn. Hết cách anh chỉ đành nói một câu em nghỉ ngơi đi nhé. Sau đó liền rời khỏi phòng của cô, dựa lưng vào cửa anh chấn tĩnh bản thân, càng đến gần vòng tròn quyền lực của nhà hầu tước, tranh đấu trong hoàn cảnh đầy trông gai chỉ để chứng tỏ bản thân. Đổi lại vô cùng cô độc, anh còn tưởng rằng trên đời này chỉ còn mình mình, mà chính thời điểm đó, anh biết bản thân còn có một cô em gái lần đầu gặp ivy trông như một thiên thần cho dù có rất nhiều chuyện không nói nhưng ivy vẫn có thể hiểu ý của ngả huyền thậm chí còn nói ra những ý nghĩ trong lòng mà bản thân anh không dám nói dù mới tiếp xúc trong thời gian ngắn hai người vô cùng hiểu ý bọn họ huyết mạch tương liên là hai người thân mật nhất trên thế gian này chuyện này vốn phải là một chuyện vui nhưng huyết mạch tương liên bốn chữ này vô cùng thân mật nhưng cũng vô cùng tuyệt vọng khiến ngả huyền càng trở nên tuyệt vọng từ ngày ivy trở về hiện đại cô thường xuyên thơ thẩn ngồi nghĩ tới những chuyện liên quan tới bai phi tu một người khí phách cao ngạo như hắn vương triều nhất định sẽ là vương triều rất phồn hoa nhưng ivy đã lật tung sách lịch sử cũng không thể tìm thấy tên của hắn chẳng lẽ bai phi tu đã không thể trở thành pharaoh hoặc là trở thành một pharaoh bình thường nên không được lịch sử ghi chép lại mà ivy cũng không muốn nhớ lại những đoạn ký ức đó cô muốn trở lại một cuộc sống bình thường hôm nay là ngày phỏng vấn của trường đại học cambridge ivy đang phát biểu bài luận văn của mình về nền văn minh ai cập cổ đại cô ấy trình bày một cách ngắn gọn và rõ ràng quan điểm của mình đối diện với những câu hỏi của giáo sư cô trả lời vô cùng suôn sẻ các giáo sư không ngờ là một học sinh trẻ tuổi vậy lại có được kiến thức thâm sâu về lịch sử giáo sư một lần nữa xác nhận tuổi của ivy sau đó bắt đầu bàn tán sôi nổi về bài luận vừa rồi của cô chỉ cần đạt yêu cầu trong bài vấn đáp cô sẽ nhận được thư trúng tuyển của trường cambridge sau đó sẽ tạm thời rời xa được bầu không khí kìm nén của gia đình sau khi trở về mấy tháng này người bố vẫn luôn ở sau lưng cô tìm ra manh mối cô mất tích vào ngày đó. Khiến cho cả nhà đều sốt sắng cả lên, mà Ivy thì lại không có dũng khí nói cho bố về toàn bộ sự thật. Bây giờ chỉ hy vọng sẽ có một khởi đầu mới tại Cambridge. Lúc này một vị giáo sư liền hỏi thêm cô một câu. Em nhận xét thế nào về sự huy hoàng của Ramses đệ nhị? Ivy lúc này có chút kinh ngạc, mặc dù giáo sư nói đây chỉ là một câu hỏi ngoài lề. Bảo Ivy không cần căng thẳng, nhưng đây là câu hỏi gì, sao cô có thể dám trả lời bừa cho được? đầu tiên là thực lực quân sự rất mạnh, dựa vào thực lực để chinh phục các quốc gia xung quanh. Trong 90 năm sống, Ramses đệ nhị đã cưới hơn 200 vị phi tử. Phần lớn trong số đó là các công chúa của các nước khác và con gái của các trọng thần. Nói tới đây, các giáo sư đều đánh giá cao bài luận văn của Ivy. Nhưng chúng tôi cũng có chút nghi vấn về những khảo chứng lịch sử. Lời tiếp theo này khiến Ivy vô cùng kinh ngạc. Ramses đệ nhị đã qua đời sau 2 năm kế vị, đồng thời ông chỉ có 3 vị phi tử, bao gồm công chúa Hittimathau Nijiru em gái tế ti và còn Nefertari, một công chúa ngoại quốc cũng mất khi còn rất trẻ như Ramses đệ nhị. Mà ông cũng không có con nối dõi. Trong cơn mưa to như chút nước trên đường phố, Ivy không quan tâm tới ánh mắt của mọi người chạy thẳng vào thư viện. Cô không dám tin những lời nói ban nãy của giáo sư. Đồng thời cũng có một dự cảm chẳng lành. Cô bắt đầu tra cứu lịch sử của Ramses đệ nhị. Ở trong sách lịch sử có ghi chép, đều tương ứng với đoạn ký ức khó quên của Ivy. Trên lịch sử cũng ghi lại cuộc đời ngắn ngủi của Ramses đệ nhị. Nếu như không chết trẻ, thì thành tựu của Ramses đệ nhị sẽ vượt xa so với cha của mình là Seti đệ nhất. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Ramses đệ nhị đã sửa lại tất cả thần miếu. Nơi nào có tượng Ramses đệ nhị thì nơi đó có tượng của Nefertari. Điều đó cũng đã thể hiện tình cảm của Ramses đệ nhị đối với Nefertari. Từ những thông tin được lưu lại trên các bức họa thì có thể được sự hoài niệm của Ramses đệ nhị đối với Nefertari. Nhưng trong sách lịch sử không hề có thông tin về vị phi tử này. Tựa như phù dung sớm nở tối tàn, sự thật đáng sợ này đã phơi bày ngay trước mặt của Ivy. Cuối cùng khiến cô ý thức được rằng Baifitu chính là Ramses đệ nhị. Không ngờ rằng bản thân cô tới thời đại đó đã làm thay đổi lịch sử. Cô không dám tin sau khi bản thân rời đi, Baifitu rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì. Cho tới hôm nay, Ivy mới phát hiện ra một sự thật kinh người. Hóa ra Baifitu chính là Ramses đệ nhị, mà Baifitu đáng lý tuổi thọ đến năm 90 tuổi mới qua đời. Vậy thì bản thân cô rời đi không lâu sau thì hắn cũng qua đời. Cho dù cô không muốn thừa nhận điều đó, nhưng mọi việc xảy ra chỉ có một khả năng duy nhất. Cô xuyên không về Ai Cập cổ đại nên mới khiến lịch sử thay đổi. Không ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy. Ivy đầu trần một mình đi trên phố, ánh mắt của cô đầy hoang mang và tự trách. Lúc này, một chiếc ô tô màu đen đi tới, tới bên cạnh cô mà cô không hề hay biết, cho tới khi có một chiếc áo trùm lên đầu cô. Ngả huyền hỏi cô tại sao lại ở đây, thấy ánh mắt ấm áo của anh trai. Ivy lúc này không giấu nổi sự yếu đuối, bật khóc cô nghẹn ngào nói bản thân cô đã gây ra một lỗi lầm lớn bây giờ không biết phải làm sao ngả huyền vội vàng ôm lấy cô và ôm ủi dù em có gây ra lỗi lầm gì thì anh cũng gánh cho em sẽ không có ai trách cứ em không có ai ức hiếp em trong lúc này đây cô cảm nhận được cảm giác quen thuộc từ ngả huyền anh cảm thấy dường như anh đã hứa bảo vệ em từ rất lâu rồi nhưng Ivy vẫn trông vô cùng hoảng loạn bởi vì cái sự thật đó khiến người ta rất khó tin cô cố gắng bày tỏ tiếng lòng của bản thân nhưng trong tư duy cẩn thận của mình lời nói lúc này cứ ấp a à ấp úng không liền mạch nếu như em trở lại mấy năm trước tới một quốc gia xa lạ và gặp những người xa lạ huyền ca sẽ bảo vệ em không nói xong những lời này ivy mới ý thức được bản thân đang ăn nói một cách khó hiểu nhưng trái lại ngả huyền lại ôm lấy cô và nói dù em có đi đến đâu anh vẫn sẽ bảo vệ em ở bên em như lúc này anh hứa sẽ không để em một mình câu nói này của anh trai cũng an ủi cô được phần nào ivy ở trong vòng tay của anh trai cũng cảm nhận được mối liên kết chặt chẽ giữa huyết thống Ngày hôm sau ở trong thẩm mỹ viện, cô gái tóc ngắn da nâu ở trước mặt chúng ta. Đây chính là Ivy, lúc này nhân viên ở trong cửa hàng cũng dặn cô, nếu muốn duy trì hiệu hiệu quả của làn da thì chỉ cần phun thuốc dùng trong 3 tháng. Sau khi rời khỏi thẩm mỹ viện, Ivy kiểm tra vật tư trên người. Đèn pin, bình xịt ống nhòm hồng ngoại, đạn tín hiệu. Đồng thời cô cũng mang theo súng. Mà cô chuẩn bị nhiều như vậy chính là bởi vì, một lần nữa quay trở lại Ai Cập cổ đại 3.000 năm trước. Để cứu cái tên vương tử thô bạo nếu không cô sẽ không thể yên tâm để hắn giảm thọ 70 năm mà không chịu trách nhiệm thì quá là vô nhân đạo. Lần này trở lại Ai Cập cô muốn bay phi tu, cùng với Nefertari thật sự thành hôn, một lần nữa trả lại lịch sử vốn có ban đầu. Ivy một cô gái hiện đại không dễ gì, từ Ai Cập trở lại thế giới hiện đại, nhưng phát hiện do bản thân đã khiến lịch sử của Ramses đệ nhị thay đổi, cảm thấy lương tâm day dứt, Ivy liền thay đổi dung mạo một lần nữa trở lại Ai Cập cổ đại. Lần này cô quyết định để lịch sử trở lại như ban đầu. Ivy lần này xuyên về giống hệt với lần trước vẫn chạm mặt một nam nhân tóc đỏ. Cô lập tức hỏi đối phương Ramses đệ nhị có phải là đã chết rồi không? Buka vẻ mặt cau có nhìn Ivy, chẳng biết cái tên quê mùa này chui ra từ đâu, vậy mà lại dám chủ ẻo tân vương mới kế vị ba hôm. Nghe được câu này, biết được Baifitu vẫn sống tốt, trong lòng của Ivy cũng nhẹ nhõm hẳn. Nhìn vào Buka, anh chính là con trai của trưởng thôn siêu tát, anh ta coi Ivy là người ngoại quốc, tò mò hỏi cô tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ivy lần này không sử dụng tên giả nữa, thật thà nói ra quê hương mình là nước anh dù sao mấy thứ này cũng không quan trọng điều quan trọng bây giờ chính là tới thíp tìm bai nhưng ở nơi tiếp giáp giữa ai cập và libya chính là giza từ đây tới thíp vô cùng xa xôi nhưng xem ra ivy cũng được coi là may mắn bai vừa hay đang ở cung điện memphis đi 10 ngày là tới nơi vừa hay buka cũng tới đó để thăm anh trai vì thế liền làm việc tốt đưa ivy một đoạn đường mà nói tới khu vực giza bây giờ thủ lĩnh của giza là con cả của city đệ nhất là con trai cả, vốn là người được thừa kế vương vị, nhưng Seti đệ nhất lại muốn nhường ngôi cho con thứ hai. Và người con thứ hai chính là Baifitu, mà cũng chính là pharaoh hiện của Ai Cập. Khi bọn họ đang nói chuyện, Ivy nghe thấy cái tên quen thuộc, Nefertari, nghe người ta nói cô ấy đã qua đời nhiều năm trước. Nhưng pharaoh tới bây giờ vẫn luôn nhớ nhung nàng ấy, ngoại trừ lấy hai vị vương phi kia vì mục đích chính trị. Chứ pharaoh vẫn chưa thực sự phong ai làm phi tử cả. Chính lúc này, sủng vật của Buka bỗng nhiên trở nên cảnh giác bọn họ chạy theo đại bàng, thấy một người đàn ông đầy máu nằm trên sa mạc, sau lưng của người đàn ông đó còn bị trúng tên. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là bị cướp, nhưng sự tình không hề đơn giản như vậy. Người đàn ông dùng những hơi thở cuối cùng nói cho hai người. Libby ba ngày trước đã xé bỏ hòa ước tấn công thôn Miu. Ivy vì để cứu Bay Phi Tu, lại một lần nữa trở lại Ai Cập cổ đại ba nghìn trước. Nhưng trên đường lại gặp phiền phức, nước láng giềng Libby đã xé bỏ hòa ước, tấn công vào thôn Miu. Buka nghe tới đây thì vô cùng tức giận. Anh bốn muốn lập tức muốn chạy tới Giza để tìm sự trợ giúp. Nhưng Ivy lại cảm thấy bên trong đây có gì đó không đúng. Cô ngay lập tức ngăn hành động của Buka lại. Làng Miu cách đây khoảng một ngày đường. Giza cách đây một ngày cho nên không có khả năng biết được thông tin này. Tuy nhiên ba ngày rồi mà vẫn chưa xuất binh, thì chỉ có hai khả năng. Một là Giza đã bị chiếm đánh. Hai là Giza cùng một ruột với Libby. Cho dù là khả năng nào đi chăng nữa thì họ tới Giza cũng vô ích. Có điều Ivy an ủi Buka không cần lo lắng vẫn còn cách Ivy bảo Buka dùng con đại bàng của mình bay tới Memphis tìm anh trai của Buka. Cô còn đặc biệt dặn nhớ chỉ phái quân tới. Pharaoh không được rời khỏi Memphis. Cô lo lắng mục đích của người Liby không chỉ là xâm phạm biên cảnh. Ivy đem giấy và bút ở trong cặp cho Buka. Buka còn không kịp nghiên cứu xem cái thứ đồ trong tay là gì. Ivy vội vàng dục anh mau chóng viết thư đi. Sau đó hai người sẽ nhanh chóng tới mưu Bây giờ tình thế đang vô cùng cấp bách và nó cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của Bayfitu vì thế ivy vẫn luôn nhắc nhở bản thân vì để cứu tu tuyệt đối không được lơ là cảnh giác trong cung điện của memphis ở phía bên kia nơi này nằm ở hạ lưu sông nin là hạ ai cập thành phố trung tâm cực kỳ quan trọng nơi mà mọi pharaoh phải đến thăm hoặc thậm chí ở lại tu người vừa kế vị đương nhiên là không tránh khỏi lúc này đại bàng của buka cũng tới nơi này và còn đậu trên tay của người đàn ông mà anh ta chính là anh trai của buka tên là mentus khi anh đọc thư mà buka gửi tới vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Mentus ngay lập tức gọi người hầu mang áo tràng tới, chuyển cảnh tới tẩm cung của Pharaoh. Mặc dù Mentus đang vô cùng lo lắng, nhưng vẫn chỉ đành đứng đợi ở bên ngoài, bởi vì Pharaoh còn đang bận chơi nhún nhảy. Cô gái vẻ mặt đỏ ửng nói với Baifitu nếu như có lần sau hãy gọi cô ta tới hầu hạ. Nhưng đổi lại là câu nói lạnh lùng của Baifitu nhận lấy vật phẩm rồi cút đi. Anh cũng cảnh cáo cô ta nếu như còn lần sau sẽ giết chết ngay lập tức. Cô ta trong lòng thầm nghĩ lời đồn quả nhiên có thật vị pharaoh này vẻ ngoài bá đạo khiến bao nhiêu con tim của nữ nhân ai cập đổ hơn điếu mặc dù bên ngoài không thiếu giai nhân nhưng sẽ chẳng có cô gái nào được pharaoh sủng hạnh nếu như sau đêm được sủng hạnh mà vẫn còn ảo tưởng về pharaoh vậy thì sẽ mất mạng mà không rõ nguyên do sau cuộc mây mưa đó bai phi tu vứt lại cô gái vừa được sủng hạnh sau đó liền quay người rời đi vừa ra khỏi cửa liền thấy mentus đang sốt sắng đợi ở bên ngoài khi nghe thấy mentus báo cáo chuyện quân sự bai phi tu cũng có thể đoán ra được đội quân liby đang tạo nhiễu biên cảnh đồng thời cũng đoán rằng giza không phái quân tới cứu viện anh ta chẳng chút lo lắng nở một nụ cười bởi vì anh biết anh trai của mình sớm muộn gì cũng có ngày này mentus không ngờ là hóa ra tất cả mọi việc bay đều đã có dự liệu mà thân hình cùng với vẻ mặt của bay khiến cho mentus là một người đàn ông cũng nhìn tới mức ngây ngốc bay không hiểu tại sao mentus có thể biết được việc này chẳng lẽ quân địch đang tiến gần tới đây sao mentus nói với bay không phải là như vậy mà là em trai của anh đã gửi tin tới đây nói Giza rất có khả năng đã tạo phản. Mối quan hệ của Liby và Giza không chỉ đơn giản là quấy rối biên giới. Buka cũng xin nhanh chóng phái binh tới chi viện. Tuy nhiên, trong bức thư cũng nhấn mạnh Pharaoh không được rời khỏi Memphis. Khẩu khí này khiến Bayfitu cũng nảy sinh nghi ngờ. Đây thật sự là do em trai của Mentus viết sao? Bayfitu cầm lấy bức thư kỳ lạ này. Bên trên vậy mà lại viết, nhớ kỹ Pharaoh không được rời khỏi Memphis. To gan lắm, ánh mắt của Bayfitu lúc này trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng dường như cũng có điểm phấn khích. Mentos tưởng rằng Bai đang tức giận, lập tức thay em trai cầu xin tha chết, đồng thời cũng chủ động xin xuất binh xử lý. Bai lại nói đùa, em trai của ngươi mưu trí như thế thì cũng quá dễ dàng để trì hoãn quân địch vài ngày. Chính vào lúc Mentos vẫn đang không hiểu, Bai quay sang dùng dáng vẻ nghiêm túc nói, "Ta sẽ dẫn một nhóm binh mã tới Miu, đồng thời chuyện này cũng phải giữ bí mật, bởi vì anh cũng sớm đoán ra được bạo động của Memphis, thậm chí sẽ phải đối mặt với quân địch xâm lược, do vậy anh bảo Mentos ở lại đây." Lúc này, Mentus cũng ý thức được Mew chỉ là mồi. Thoạt nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra đấy lại là nơi an toàn. Chẳng lẽ Bai không sợ Mentus nhân cơ hội này tạo phản sao? Tuy nhiên, Bai vẫn quay người rời khỏi đó, anh chỉ căn dặn Mentus nhất định phải giữ kín chuyện Bai rời khỏi đây. Đừng để bất cứ ai biết. Mentus không ngờ Bai tu lại tín nhiệm mình tới vậy, bản thân vậy mà lại tiểu nhân nghĩ ngờ đối phương, anh lập tức quỳ xuống và nói: "Thần nhất định sẽ bảo vệ Memphis, chờ vương trở về." trong thư ivy đã căn dặn pharaoh không được rời khỏi memphis mà bai nhìn thấy chữ ở trong thư chẳng biết là vì tò mò hay hứng thú vậy mà lại đích thân dẫn quân ra trận lúc này ivy đang cùng với buka nhanh chóng tới miu vừa uống nước vừa nghe buka nói về tình hình nơi này giza nằm ở khu vực địa trung hải và giáp nhiều quốc gia chính vì thế mà giza thu hút rất nhiều thương nhân so với giza những thôn trấn ở bên cạnh gần libya lại phải sống trong cảnh nghèo khó cũng chính vì lý do này mà Libya luôn muốn chiếm lấy khu vực vô cùng giàu có này. mặc dù hai bên đã ký hòa ước, có điều ai cập hiện tại đã là triều đại của Pharaoh mới, rất dễ xuất hiện nội loạn. chỉ cần có thể thành công, cái gọi là hiệp ước chẳng qua chỉ là một tờ giấy vụn mà thôi. nếu như lúc này Tu vì muốn củng cố thế lực của mình, nóng lòng muốn đánh thắng trận này mà dẫn quân tới đây, Memphis lực lượng phòng vệ của Memphis sẽ vô cùng yếu. nói tới đây Buka cũng đã hiểu, Pharaoh đang rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng cũng vô dụng, chỉ dựa vào hai bình dân như họ thì chẳng làm được gì cả. Ivy cũng chỉ có thể cầu mong Pharaoh sau khi đọc xong tờ giấy đó. Sẽ không xuất binh tới đây. Không lâu sau, bọn họ cũng đã tới được Miu. Buka lập tức xông lên, đỡ trưởng thôn đang nằm thoi thóp. Trưởng thôn nói bản thân đã không thể cầm cự nổi nữa rồi. Ông giao vào tay Buka một lệnh bài, và giao phó cho anh bảo vệ thôn làng thoát khỏi nơi này. Dường như sau khi đã giao phó xong sứ mệnh của mình, tay của trưởng thôn cũng buông thõng ivy mặc dù sớm đã có dự cảm chiến tranh vô cùng tàn khốc nhưng khi cô tận mắt chứng khiến sự tàn khốc này thì không kìm được nước mắt trong lòng không thể chịu nổi thảm cảnh này trong lòng cô cũng thầm nghĩ có phải ông trời đang trừng phạt cô vì đã làm đảo loạn lịch sử ivy nắm chặt tay lại bây giờ không phải là lúc để đau buồn cô bảo buka mau chóng đưa dân làng rời khỏi đây lúc này buka mới dường như hiểu được lời mà anh trai từng nói pharaoh là một người rất thần kỳ cam tâm tình nguyện bán mạng cho pharaoh nếu như ivy là chủ nhân của mình nhất định mình sẽ cống hiến hết sức đôi mắt đầy trí tuệ màu xanh tựa như có thể mang lại hy vọng vô tận lúc này ở trong đóng quân của liby tướng quân pengu đang ngấu nghiến ăn chiếc đùi gà hắn ta đang mộng tưởng lần này có thể đại thắng hiển hách trở về bệ hạ sẽ gả công chúa thứ 10 cho hắn vị trí tướng quân này cũng đã nắm chắc trong tay nhưng lúc này thuộc hạ của hắn tới thông báo nói dân thôn mưu đang đi về phía memphis tướng quân pengu không giấu nổi sự nghi hoặc chẳng lẽ đại quân của pharaoh đã tới rồi sao nhưng suy cho cùng mục đích của hắn không phải thôn dân miêu. Chính vào lúc hắn truyền lệnh rút về Libya, thuộc hạ vội vàng chạy tới báo tin, tướng quân của Pharaoh không xuất binh cứu Mai, đại quân vẫn đang ở Memphis, biết rằng bản thân đã rơi vào bẫy của kẻ địch, cũng ý thức được đã bị người dân lừa, tướng quân Pengu lúc này máu dồn lên não, hắn ta quyết định phanh thây dân làng thành hàng ngàn mảnh. Bai Phi Tu với Ivy cuối cùng cũng đã chạm mặt nhau, liệu rằng anh ta sẽ nhận ra Ivy chứ? Cách đây không lâu, Ivy và Buka tập hợp những người dân còn sống sót lại, Khác với Buka Ivy chỉ quan tâm tới uống nước, Buka lúc này có chút thiếu kiên nhẫn, bởi vì anh vô cùng lo lắng với kế sách của Ivy. Thật sự có ổn không? Trước khi chưa thể xác định rằng Pharaoh có tới cứu không? Thì cứ lộ liễu rời đi, mà còn biết bao nhiêu là dân làng. Ivy lại nở ra một nụ cười điềm tĩnh nói. Nếu như muốn lừa người khác trước tiên phải lừa được mình trước. Rút lui lúc này chính là để quân Libby nảy sinh lòng nghi ngờ. Có điều nói thì nói như vậy, nhưng Ivy vẫn có chút lo lắng bởi vì trước khi đề xuất kế hoạch này cô cũng không biết quân đội Pharo có tới cứu trợ không. Theo thời gian ước tính quân tiếp viện tới đây sẽ không còn lâu nữa. Ni như Bai Phi Tu không phái quân tới mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói. Buka trầm ngâm nhìn Ivy, anh trong lòng không giấu khỏi cảm xúc, muốn cả đời này bảo vệ cô. Ivy trông thì lại rất giống tính cách của con gái. Nếu như Ivy là con gái, anh nguyện sẽ bảo vệ cô cả đời. Chính vào thời khắc nguy hiểm, Buka không giấu nổi được tiếng lòng, nói là muốn bảo vệ Ivy cô chỉ mỉm cười rồi cảm ơn buka chờ tới khi mọi thứ kết thúc bản thân cô lại trở về hiện đại cũng sẽ nhất định nhớ người bạn như buka chính lúc này đội quân libya đã đuổi tới điều này cũng chứng minh bọn họ đã nhận được tin tức pharaoh không phái quân tới đây bai phi tu có thực sự sẽ vứt bỏ mọi người không ivy cố gắng an ủi mọi người đang hoảng loạn nhưng đối mặt với cơn khủng hoảng này ai là kẻ dám đứng lại ngay cả buka cũng kéo lấy tay cô bảo cô nhanh chóng chạy đi nhưng con người sao có thể chạy hơn ngựa được chứ Ivy không giấu nổi tự hỏi có phải bản thân lại làm sai không? Không những không khiến lịch sử trở lại, mà còn khiến nhiều người bỏ mạng hơn. Lúc này bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng. Đội quân của Pharaoh cũng đã tới. Chính là Ramses đệ nhị. Ivy đột nhiên quay đầu lại nhìn. Ở giữa những đội quân binh lính, một người trông vô cùng quen mà lại lạ đang ngồi trên ngựa. Đó có phải là Baifitu? Ivy lúc này lại nhớ lại dáng vẻ của Baifitu trong trí nhớ. Chàng thiếu niên nông nổi và kiêu ngạo, nhưng người ở trước mặt cô lúc này đã bớt đi sự cuồng ngạo và lỗ mãng của tuổi trẻ hơn nhiều sự tàn nhẫn và quyết đoán của vương già chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ thật sự của bai chỉ với một cái vẫy tay của bai quân đội của pharaoh xông thẳng về phía trước đội hình khí thế hừng hực vô cùng ổn định chiến binh dũng cảm chỉ một lúc sau đội quân libya xác nằm ngổn ngang dưới đất ivy nhìn tới mức ngây người trước cảnh tượng này đây chính là lực lượng thật sự ở ai cập thời đại này